Mọi người có mặt ở căng tin ngày hôm nay ơi, kính thưa các bác sĩ, các y tá yêu mến, mọi người đã làm việc quá cực khổ rồi. Ngày hôm nay tôi vừa mới vô cái hợp đồng rất là lớn, nên cho tôi mạo muội bao tất cả mọi người ở đây một bữa ăn được không ạ? Trời ơi hay quá, ăn uống thoải mái đi nha, tôi trả tiền. Ồ, chị Trúc, vậy tôi có hào phóng không chị Trúc? Anh có ăn cơm không? Ăn cơm thì kêu đi chứ lát căng tin hết cơm á. Biết ngay mà, giả bộ không quan tâm nhưng thật ra đang lo cho mình. Chị Trúc, thật ra là tôi xin lỗi chị. Cái chuyện mà tôi từ chối á, làm cho chị buồn. Nên... Tôi đâu có buồn gì đâu. Anh ăn cơm vui vẻ nha. Chị Trúc, chị, em khuyên chị là nên sống thật với mình đi. Đừng có nên sống giả dối nữa, không có tốt đâu. Ông Thắng nè, trên đời này á, không có người đàn ông này á, sẽ có người đàn ông khác. Tôi mắc gì phải buồn vì một người đàn ông mà không dành tình cảm cho mình. Chưa về nữa hả? Có chuyện gì vậy? Sao mặt thấy kỳ vậy? Này, em đang bực bội, anh đừng hỏi những câu kỳ cục vậy chứ. Bực bội? Nè, đừng có nói với tôi là bây giờ bắt đầu phải lòng người phụ nữ nào đó rồi, nghe chưa? Làm gì có mấy chuyện đó, cổ đâu phải là loại tiếp người mà em phải để ý hay là... hay là để trong lòng gì đâu. Có anh đây, ngồi ngồi ăn đi rồi em bao. Thôi, đừng có đánh trống lảng. Hay đồ ăn ra, đồ ăn ra. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Cái phần đặc biệt nữa này nha. Sinh ra mừng 13 được sinh ra, mừng ngày đó ba sinh ra đời, chúng ta có thể thu ba. Quên tại cái bài giống bài Happy Birthday anh bị liệu. Rồi, để xuống đây. Đây nha, giờ con sẽ đốt cái cho ba thổi nha. Dạ. Hai dĩa này chưa có thịt nè. Khoa ơi Khoa, nấu dĩa không vậy? Chút xíu mà con nướng tiếp. Đó, lên đó, ba cây đèn cầy luôn, giống như ba ngọn nến lung linh. Sắp xếp một gia đình. Rồi chút đi. Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình trưởng thành hết trơn á. Cho nên cái sự hy sinh của cha mẹ là điều đương nhiên. Vì lý do đó cho nên con cái nghĩ là cái sự ích kỷ của mình cũng là lẽ thường tình thôi. Đến khi nào đứa con nó hiểu được sự hy sinh của cha mẹ thì lúc đó nó mới thực sự trưởng thành đó con ạ. Ba ước xong rồi. Wow. Ba ước gì vậy ba? Thằng này điều ước mà nói ra đâu còn linh nghiệm ở đâu. Đúng rồi. Ba thổi đèn cầy đi ba. Thổi hết trong vòng một hơi hay là điều ước sẽ trở thành hiện thực á. Cái bánh này lát chúng ta sẽ ăn. Bà thấy là thổi thì nó cũng không vệ sinh lắm, cho nên xin phép là bà sẽ quạt cho nó tắt. Lịch sự. Vệ sinh là trên hết. Đó. Bà nghĩ là tụi con ngồi xuống. Dạ, ông Đình cho ngồi đi. Bà xin phép được phát biểu. Trước hết thì bà rất cảm ơn mọi người đã có mặt trong cái bữa tiệc nhỏ này. Tuy nó nhỏ ấm cúng nhưng mà ba nhìn ba thấy ba rất hạnh phúc. Bởi vì ba nghĩ là trong cuộc đời ba không ngờ ba có được những giây phút như thế này. Ở ngoài đời công việc của ba thì thật sự mà nói chỉ là một bác sĩ bình thường. Nhưng khi làm việc thì được mọi người tin tưởng, giao cho một cái công việc mà ba nghĩ rằng đó nó tạo điều kiện cho cái sự phát triển nghề nghiệp của ba. Ba có một cái nơi làm việc là một cái bệnh viện rất là hiện đại. Nhân dịp này tôi cũng xin cảm ơn giám đốc
người đã tin tưởng tôi, không nghĩ rằng tôi là một người cù lần, chậm chạp, giao cho tôi tất cả những cái điều kiện để tôi có thể phát huy. Và ngày hôm nay, một lần nữa trong bữa tiệc nhỏ này, tôi cảm ơn sự tin tưởng của mọi người, cảm ơn sự yêu thương của mọi người đã dành cho tôi. Thật ra thì trong cái bệnh viện đó, thì bác Chiến nhà mình là một người đạt kỷ lục về nói nhiều. Trời ạ. Mà đạt kỷ lục về phải chậm nữa. Trời gì ghê vậy? Trời, cô chưa uống mà đã say. Ủa? Nói chút xíu cho vui thôi mà mọi người căng quá vậy. Mẹ con vui tính lắm. Thật ra đó, hôm nay mới có dịp nói chuyện với bác. Bác không có cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu. Bác rất là xứng đáng khi hôm nay được vinh danh cống hiến. Mà thật sự là tôi phải xin lỗi bác. Đáng lẽ là bác phải được nhận cái giải danh giá này từ lâu rồi kìa. Tôi cảm thấy mình rất là vinh dự khi mà được bệnh viện của tôi có được một cái người bác sĩ mà chuyên cần như bác. Và tôi cũng rất là may mắn khi mình có một người cộng sự chăm chỉ, tỉ mỉ, hết lòng với bệnh nhân và đặc biệt vô cùng trách nhiệm. Vỗ tay. Mới đầu nè, chú nhân nâng lên tới nóc luôn. Mẹ không to mà. Rồi, chúng ta nâng ly. Hai ngày đây, nó tới rồi. Trước khi nâng ly thì đây. Hai vợ chồng con cũng có một món quà con gửi tặng cho ba. Dạ. Con chúc ba vậy sự như ý đi, muốn gì cũng được. Như Tết đi trời. Rồi. Con sẵn đây có tất cả mọi người, con xin được phép chia sẻ nói cái điều mà từ bấy lâu nay con giấu kín ở trong lòng. Dạ, kể từ ngày mà con đi vào bệnh viện con làm việc, con thấy con rất là may mắn khi được học tập, học hỏi tất cả mọi kinh nghiệm từ ba. Qua đó con thấy ba là một tấm gương đáng để noi theo, một vị bác sĩ rất là chuẩn mực, rất là tốt, rất là đáng kính. Do đó, con đã quyết định rồi, con sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một vị bác sĩ vĩ đại giống như ba. Hơi đi xa rồi đó. Xạo nha, nói thiệt không vợ? Hay là tại hỏi ba bây giờ thành ba vợ rồi nên mới định bỡ kiểu đó? Ở đâu anh ngưỡng mộ ba thiệt mà. Cảm ơn. Thôi bây giờ mình nâng ly nè. Chúc mừng. Ở mình nhập tiệc đi nha. Rồi mình ăn uống thoải mái, đừng có ai ngại. Ngại là hại với bao tử đó. Con đói bụng lắm rồi đó. Ăn rồi. Hay ăn đi. Nè. Dạ, cảm ơn. Có tin nhắn của con Ghệ. Dạ, cảm ơn. Ghệ của chú nhắn thiệt tình, nhắn yêu thương. Thôi, anh lao quá đi, ăn đi. Ghệ em nhắn cái gì đâu trời. Trời ơi, anh ăn uống gì chưa, nhớ anh quá rồi. Ê con. Dạ. Con à, có mắt trên đời đúng không? Dạ. Nè, hình này hình của con Ghệ mới chú nè. Đẹp không? Dạ cũng ổn rồi chú à. Ở đây là sẵn đây mọi người coi hình nè. Coi bé này con của tôi có nét phu thê với nhau không? Nếu phu thê là hai người mặc giống nhau á là sẽ là vợ chồng. Chị Dúc, coi giùm tôi coi, chị có mắt trên đời á. Coi giùm tôi. Cũng hợp với anh lắm, xứng đôi. Ồ vậy bé này đẹp nè, tôi cũng đẹp nè, hai người xứng đôi với nhau quá trời. Chắc được tới với nhau luôn. Chú ba. Hả? Ủa, mặt chú dính gì vậy? Đâu con coi. Cái gì? Ê, chú mới đi đâu vậy? Đi đâu? Ủa cái miệng chú dính gì nè? Ủa dạ. Dính gì nè? Trời ơi, dính gì nè? Mọi người ngồi ăn tự nhiên nha. Tôi xin phép đi vệ sinh một chút. Tôi cũng xin phép đi nhà vệ sinh chút xíu nha. Dạ, con cũng xin phép đi nướng thịt tiếp chút. Dạ. Chú ăn miếng cà chua đi chú. Chú ăn miếng dưa leo cho bớt nói lại nè chú. Có điện thoại. Xin lỗi. Mọi người ăn uống thoải mái nha, tôi nghe điện thoại cái. Alo. Em gọi tôi làm chi vậy? Anh đã nói là anh đang ăn tiệc, đừng có gọi làm phiền anh, gọi hoài vậy. Đúng luôn á. Sao em kỳ cục vậy? Sao suốt ngày em cứ mơ tưởng hoài vậy? Anh với em chỉ hẹn hò một lần thôi, duy nhất lần đó thôi, không có mơ tưởng có đi xa được nữa đâu. Em ơi, mặc dù em đẹp thiệt đó, nhưng mà em kiểm soát anh quá,
em gò bó ghen tuông quá, anh chịu không được, anh thích tự do hơn, mình chia tay đi. Đừng khóc nữa. Tôi phải chịu đựng cái cảnh này tới chừng nào? Sao tôi khổ quá vậy tôi không biết. Nè, bà đừng có khóc nữa, bà bình tĩnh đi, rồi mình tìm cách để giải quyết chứ. Khóc vậy thì giải quyết được cái gì? Nhưng mà tôi phải mạnh mẽ tới khi nào? Bà biết không, tôi cố gắng từ sáng đến giờ rồi. Vậy đó mà bà coi đó, ông nhẫn tâm. Ông còn đưa hình người phụ nữ khác cho tôi coi rồi hỏi tôi là có xứng đôi với ông không? Làm sao mà tôi chịu nổi? Sao mà tôi gặp cái người đàn ông tệ gì không biết nữa. Thôi thôi đừng có khóc nữa. Bà nên nhớ là theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo. Ông đưa tấm hình của người con gái đó, theo tôi nghĩ là muốn thử lòng bà đó. Nhưng mà bà nên nhớ, bà đừng tỏ ra yếu đuối, đa buồn trước mặt ông, vậy là không có tốt cho bản thân của mình đâu. Bà nói vậy là sao? Ý bà là ông cũng thích tôi hả? Bây giờ có thích hay không á thì tôi không biết. Nhưng mà cái quan trọng á là bà phải biết thương bản thân bà. Bà phải tôn trọng bản thân của mình, chứ không có bi lụy kiểu này nữa. Cố lên đi bạn tôi ơi. Bây giờ đi ra ngoài, chứ mình đứng đây hoài không có hay đâu. Lao nước mắt đi, đừng để cho người ta thấy mình yếu đuối vậy, hiểu chưa? Là bỏ gồng từ sáng tới giờ mình không nhận ra trách bả nữa. Mày tệ quá Thắng ơi. Ta ra ra ta ra ra ta ra ta. Tình cho không biết không, ân tình ai cũng cho được. Tình của tôi không thiếu, tôi sẽ dâng hết cho tình yêu. Thơm quá. À, hoa thơm. Hoa thơm bác sĩ ơi. Chết với tôi. Ôi, anh tới rồi đó hả? Anh tới với em đây. Để tặng cho em. Anh đây chính là người đàn ông hoàn hảo mà bấy lâu nay, mấy chục năm nay em chờ đợi. Anh tới với em đây. Anh đáng của em. Em yêu. Tôi sẽ dâng hết cho chị thôi. Vô đi. Coi tội nghiệp không kìa. Chắc gặp mình run rẩy quá đó mà. Chào chị. Anh tới đây làm gì? Gì vậy? Bà đặt diễn vai gương lạnh lùng với mình nữa hả? Chết với tôi. Tới đây trước tiên là tôi muốn tặng bó hoa hồng này cho chị. Sau đó là tôi muốn hai đứa mình sẽ cùng nhau đi cà phê cà pháo rồi. Hôm nay tôi bận việc rồi. Anh ra ngoài đi cho tôi làm việc. Nếu không thích bữa nay thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Tôi không thích uống cà phê. Anh ra ngoài giùm đi cho tôi làm việc. Nếu mà chị không thích uống cà phê thì mình có thể đi tìm một cái quán nào đó mình uống bia bọt bèo, rượu vào lời ra, mình sẽ tâm sự với nhau gần gũi hơn. Lúc đó mình cần có chuyện để mà nói với nhau mà, đúng không? Anh muốn nói chuyện gì anh nói luôn ở đây đi. Giả bộ hoài. Lời nói đầu tiên là cho tôi xin lỗi bữa đó lúc chị tỏ tình với tôi mà tôi vô tâm quá, tôi không để ý. Nhưng ngày hôm nay tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ để ý cái lời tỏ tình đó.
anh nói vậy là sao? À, tôi sẽ nhận cái lời tỏ tình đó, à, và tôi sẽ đồng ý quen với chị. Tôi sẽ là người đàn ông của đời chị. Chị thấy sao? Chị còn chần chừ gì nữa, không có gì phải bối rối hết. Chị thật là may mắn. Chị là người phụ nữ may mắn nhất năm nay rồi đó. Người tôi chọn chắc chắn tôi sẽ là chọn chị. Chị là người may mắn nhất năm nay. Chị là người may mắn nhất năm nay. Là người may mắn nhất năm nay. Không nên mừng quá bật khóc như vậy. Nó sẽ chứng tỏ mình là một người phụ nữ yếu đuối. Mạnh mẽ lên, nén nước mắt vào trong. Đừng cái chuyện. Tôi biết ánh mắt chị đang nghĩ cái gì. Mình chỉ đi bi bọt bèo thôi. Chưa tới mức mà khách sạn khách xiết đồ đâu. Mình chỉ hạn mức ở mà, với hạn quen nhau thôi. Anh em đi, anh đi ra ngoài cho tôi. Anh đi ra ngoài cho tôi. Lại có chuyện gì sai nữa sao? Anh còn chưa chịu đi nữa hả?